Là dịch coronavirus gọi tắt là COVID-19 đã lan tràn khắp nơi trên thế giới. Đã có hơn 120 quốc gia có người nhiễm bệnh. Và Tổ chức Y tế Liên Hiệp Quốc đã chính thức gọi đây là đại dịch toàn cầu. Coronavirus nay có người gọi là COVID, một loại virus nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Bùng phát từ thành phố Vũ Hán thuộc phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm 2019. Nên loại lo lắng vô cùng vì chưa có thuốc tiêm chủng phòng ngừa, cũng chưa có cách để chữa trị. Trung Quốc với 8.000 người bị nhiễm và hơn 3.000 người tử vong. Sau đó là đến Hàn Quốc, Italia, Iran. Mỗi nước có gần cả vài người bị lây nhiễm và hàng trăm người tử vong. Số người nhiễm COVID tại Hoa Kỳ cũng đã lên tới hơn 1.200 và 38 người tử vong trong khoảng hơn 40 tiểu bang. Và rồi từ tình trạng lo sợ và cách ly đó đã xảy ra một cảnh tượng rất nhiều người, trong đó có rất nhiều người Việt Nam chúng ta, những người có gốc Á Châu chẳng hạn, đổ xô vào các siêu thị để mua gạo, mì gói, thịt hộp, nước uống, nước đóng chai, máy lọc nước vân vân, đã tạo nên một tình trạng hỗn loạn trong đời sống xã hội này. Hầu hết các cửa hàng nổi tiếng như Costco, Home Depot, CVS, Target, Walgreens hay Walmart đều bán hết sạch sẵn sàng, và đặc biệt là gạo và nước. Anh chị em biết tại sao người ta chữ gạo và nước? Vì đói khát thường đi đôi với nhau. Đói và khát thường đi đôi với nhau. Và đó cũng là nhu cầu thiết yếu của đời sống con người. Đói liên quan đến đồ ăn, khát liên quan đến đồ uống. Và đó là vấn đề cơ bản của thể lý. Nhìn đói lâu, lâu chết hơn nhìn khát mau chết lắm. Cho nên thiếu nước là một nỗi khổ cho con người cũng như cho cả loài động vật. Đúng như thế, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã một lần kinh nghiệm thế nào là khát nước. Đặc biệt là khi chúng ta đi cả ngày trời trong sa mạc khô cháy, trên đầu là nắng lửa và dưới đất là cạn nóng. Như đoàn người Do Thái ngày xưa trong sa mạc, chúng ta mới cảm nhận được cái khát mà thành hà người ta đến đồ nào và nhu cầu được uống cho đà khát mới bức xúc làm sao. Nhưng còn hơn thế được, ngày hôm nay nhân loại chúng ta lại đang bị dày vò bởi nhiều cơn khát chảy bỏng hơn nhiều. Đó là khát tiền, khát tình, khát hưởng thụ, khát tự do, khát cơm no áo ấm, khát danh vọng, khát chức quyền, khát thành công, khát quyền lực, khát đam mê, khát dục vọng, vân vân và vân vân. Và để thỏa mãn những cái khát đó đã không có biết bao nhiêu người, không có những lời mời, biết bao nhiêu những lời mời chào, những giải pháp, những đề nghị thế này thế nọ. Biết bao nhiêu người đã bỏ mạng trên biển cả đại dương vì khao khát đi tìm chân lý, đi tìm tự do. Cũng không ít người chôn thây nơi rừng thiêng núi thẳm vì khao khát tìm vàng, vì khao khát tìm trầm. Và cứ như thế, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia đến vô tận, và không bao giờ có người cảm thấy đạt khát. Càng uống nhiều tham vọng vật chất, nhân loại càng thêm khao khát mãi mà thôi. Anh chị em có kinh nghiệm về điều đó. Khi chúng ta mới qua Mỹ chẳng hạn, chúng ta mơ một ngày có 50 đô, mừng quá rồi. Bây giờ một ngày 200, 300 đô, chưa thấy đủ. Chúng ta mơ có một chiếc xe cũ để đi làm, bây giờ có Lexus, Mercedes rồi, cũng chưa thấy đủ. Chúng ta mơ một ngôi nhà nhỏ để ở, là mừng lắm rồi.
Bây giờ có nhà lầu, có nhà lầu rồi mới nhà ở dọc theo bờ biển. Lòng tham thì vô đáy, và ước mơ thì vô tận. Chỉ có một thứ được làm cho người ta không còn đáng nữa, đó là nước trường sinh, đó là nước cứu độ. Tình thục Đức Giêsu với người phụ nữ Samaria hôm nay cũng chính là thao thức của giáo hội. Làm thế nào để có thể giới thiệu hình ảnh đấng cứu độ duy nhất cho nhân loại? Vì chỉ có mình Ngài mới là đấng giải thoát họ khỏi mọi cơn khát dày vò. Vâng, có Thiên Chúa là có tất cả. Chiếm hữu được Ngài, nhân loại sẽ không còn thèm khát bất cứ điều gì. Người phụ nữ xứ Samaria trong tin mừng chúng ta nghe đọc hôm nay cũng đã từng trải cơn khát tương tự. Chị đã muốn tìm hạnh phúc qua năm đời chồng rồi, nhưng lại phải chia tay để tìm hạnh phúc với người thứ sáu, mà cũng chẳng ai trong họ có thể đem lại cho chị hạnh phúc thực sự trong cuộc đời. Thánh Gioan đã nói, vì chị đã có năm đời chồng. Nói năm đời chồng không có nghĩa là một mình thiếu phụ đã đi lập gia đình năm đời chồng liên tiếp, nhưng có lẽ đó là năm mối tình bất chính, năm mối tình nhưng vẫn không thỏa mãn được cơn mê, năm mối tình rồi nhưng người chịu được đó vẫn còn khác. Chỉ đi tìm hạnh phúc đi chứ đi tìm đi múc nước, ngày nào cũng phải lặn lội tìm đến diễn được xa xôi, múc cho đầy vò, rồi ngày hôm sau lại khác, ngày hôm sau lại khác, rồi là bạn tiếp tục đi đổi vò múc nước. Chính vì thế mà Chúa Giêsu khẳng định với người phụ nữ rằng ai uống nước này sẽ còn khác. Ngài muốn nói không gì trên đời có thể đáp ứng nỗi khát vọng của con người. Chỉ khi nào con người biết từ chủ cơn khát bằng những ơn thánh của Chúa, lúc đó con người mới được giải thoát khỏi nô lệ xác thịt. Một kiếm gia người Đức, ông là Scopamenoa khám phá rằng những lạc thú mà thế gian cống hiến cho con người cũng chỉ như nắm cơm bổ thí cho người hành khất. Chỉ làm nhiều cơn đói hôm nay, rồi ngày mai lại khác tiếp. Cha Anthony de Menlo cũng nhận định tương tự, việc thỏa mãn dục vọng không giải thoát chúng ta khỏi dục vọng, nhưng tạo thêm một dục vọng khác còn mạnh liệt hơn để rồi cái vòng luẩn quẩn khao khát, thỏa mãn rồi lại khao khát, cứ tiếp diễn mãi không cùng. Và nếu không nói càng ngày